Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 3 người. Để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 1.073 trường hợp vi phạm, tạm giữ 263 phương tiện vi phạm. Thượng tá Trương Giang Dụ, Phó trưởng Công an thành phố Tân An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Quỳnh Thiện Cường, sinh năm 1973, ngụ đường Võ Văn Môn, phường 4, thành phố Tân An, vì hành vi mua bán hàng cấm. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố triệt phá chuyên án mua bán hàng cấm, bắt quả tang đối tượng Cường đang thực hiện hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu tại nhà mẹ vợ của Cường trên đường Võ Văn Môn, phường 4, thành phố Tân An. Tăng vật tạm giữ gồm 4.730 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Đồng thời tiến hành khám xét đồng loạt hai địa điểm gồm nơi ở của đối tượng Cường cũng trên đường Võ Văn Môn, phường 4, thành phố Tân An, phát hiện 340 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại tại nhà anh vợ của cường trên đường số 11, khu phố bình quân 2, phường 4, thành phố tân an lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 4.750 bao thuốc lá ngoài nhập lậu các loại qua đấu tranh bước đầu đối tượng cường khai nhận tổng số 9.820 bao thuốc lá ngoài nhập lậu các loại trên là của cường mua về để bán lại Cơ quan cảnh sát điều tra công an quyền Thủ Thừa cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2019, trinh sát hình sự công an quyền Thủ Thừa phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An bắt đối tượng Quỳnh Lợi Phát, hộ khẩu thường trú ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, quyền Tân Trụ, tỉnh Long An có hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Kim Hồng thuộc ấp 6 xã di Thành, quyền Thủ Thừa vào ngày 25 tháng 11 năm 2019. Khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2019, Phát chuẩn bị một cây búa bỏ vào giỏ sách, một đôi găng tay, khẩu trang và gỡ biển số xe trước khi gây án. Khi đến khu vực áp 6 xã Như Thành, quyền Thủ Thừa, phát hiện có tiệm vàng Kim Hồng, nên nhiều lần chạy xe qua lại để quan sát. Đối tượng này thấy trong tiệm không có người trông coi, nên đậu xe mô tô cặp quốc lộ 1A đi bộ vào bên trong đến tủ trưng bày vàng, cầm búa đập vào bên hông của tủ kính trưng bày làm vỡ kính, lấy vàng bỏ vào giỏ sách chạy ra xe mô tô tẩu thoát. Bước đầu tinh trọng khai nhận số vàng lấy được gồm một chiếc lắc và một chiếc vòng. Đến 17 giờ cùng ngày, phát đem số vàng nói trên đến tiệm vàng ở phường Hai, thành phố Tân An, bán được 12 triệu đồng, tiêu xài cá nhân hết.